365 ngày với lời Chúa và lời các thánh tín sĩ hội thánh. Ngày thứ 81. Trên hành trình sứ vụ, Chúa Giêsu không chỉ rao giảng tin mừng và chữa lành người đau yếu qua các phép lạ, mà Ngài còn mặc khải cách tiệm tiến cho người Do Thái biết về chính Ngài. Thánh sử Gioan trong chương 8 đã thuật lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và người Do Thái. Chúa mở ra cho họ biết về chính Ngài nhiều hơn, nhưng tiếc thay, họ không thể nhận biết Chúa. Họ đặt câu hỏi: ông là ai? Chẳng lẽ ông lại lớn hơn cha chúng tôi là Abraham sao? Sau đó, họ có những lời thật tiêu cực về Chúa. Bây giờ, chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông Abraham đã chết. Các ngôn sứ cũng vậy. Thế mà ông lại nói: ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Gioan chương 8 câu 52. Điều gì ngăn cản người Do Thái không nhận biết Chúa Giêsu? Những suy nghĩ và cái nhìn cũ kỹ, những định kiến cứng ngắc đã làm đôi mắt họ xa mù tối. Chúa Giêsu, đấng cứu thế, đấng Mêsia, ở trước mắt họ, nhưng họ vẫn đuôi mù, không nhận ra Chúa. Nhìn vào cuộc sống tục hóa hiện nay, nhất là ở Tây Âu, có nhiều người không chấp nhận sự thật về Chúa Giêsu. Có người đã nhận bí tích thánh tẩy từ nhỏ, rồi lại lên tiếng mạnh mẽ: tôi không tin vào Chúa. Và hệ quả sau đó là không còn đến nhà thờ dâng thánh lễ, và cũng chẳng màng tới kho tàng ân sủng là các bí tích và lời Chúa nữa. Trước thực trạng này, bạn và tôi cần sống sao đây để có thể trở thành chứng tá cho Chúa? Bền bỉ trong đức tin và đức cậy, cùng mạnh mẽ trong đức mến, đó là con đường nhân chứng của chúng ta. Trên con đường này, ta luôn đặt Chúa là trung tâm. Chúa luôn là đối tượng ta tìm kiếm, là thầy hướng dẫn chúng ta sống đức tin, đức cậy và đức mến. Lời cầu nguyện của Thánh Tiến sĩ Alfonso làm cho ta ý thức khiêm tốn. Xin Chúa giúp ta trên đường làm chứng tá cho Chúa giữa thế giới tục hóa này. Lạy đấng cứu chuộc con hết lòng trông cậy Chúa thì chắc sẽ được sống đời đời. Bao lâu con còn sống, con quyết lòng phó thác mọi sự trong tay Chúa. Xin Chúa
ban cho con được ơn vững vàng, kính mến Chúa đến chết. Dẫn đàng mến Chúa, đoạn thứ 3, lời than thở. Lạy Thánh Alphonso, xin cầu cho chúng con. Hồn sống trong ngày. Hôm nay, mời bạn ít nhất dành 7 khoảnh khắc ngắn ngủi để làm bài tập sau. Bạn nhắm mắt lại, hướng lòng về Chúa và cầu nguyện lời thánh vịnh. Lạy Chúa, con nâng tâm hồn lên cùng Chúa. Lạy Thiên Chúa của con tin tưởng nơi Ngài.
Giêsu, tình Ngài chết đi cho con được sống. Ôi Giêsu, hy sinh thân mình, trao bản thân mình cho con. Ôi Giêsu, hy sinh thân mình, trao bản thân mình.